Thuốc gì chữa bệnh thị phi? Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu, đáng sợ, đáng sợ. Vậy xin hỏi, có thuốc chữa thị phi không? Tích cũ kể rằng, trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện một vị quan thân cận là Hứa Kính Tôn rằng: "Trẫm thấy khanh phẩm chất cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?" Hứa Kính Tôn trả lời: "Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gươm trên bầu trời đêm, hàng thi nhân thì vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng có những kẻ trộm cắp lại ghét vì ánh trăng sáng quá tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa sáng tối vẫn bị thế nhân trách hận ghét thương. Còn như hạ thần đây, nhân bất thập toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích? Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại, cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu, đáng sợ, đáng sợ. Có thuốc gì chữa thị phi không? Không có. Bệnh trầm kha thường không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa ấy mới gọi là bệnh trầm kha. Thị phi sinh ra bởi những kẻ chuyên gây chuyện thị phi. Vì sao lại có những kẻ chuyên gây ra những chuyện thị phi này? Là vì có nhiều người thích nghe chuyện thị phi, thích buôn chuyện thị phi. Xưa nay có cầu thì mới có cung. Vậy phải chăng không nghe, không buôn, không tin chuyện thị phi thì thị phi cũng không còn có nữa? Cuộc đời sao ngắn ngủi, danh lợi tình xa xôi, tìm về nơi thanh tịnh thấy phúc lành ngay thôi. Đạo của đất của trời chiếu cố người lương thiện, giả ác và đê tiện ắt chiêu mời họa tai. Vàng bạc hay tiền tài khó vãn hồi mạng sống, trần gian đầy biến động, thiên tai dịch bệnh nhiều, nhân quả mãi xoay chiều, thiện ác đều hữu báo. Vũ trụ và con tạo vần xoay bởi thánh thần, muốn thoát cảnh trầm luân cần dưỡng tâm trọng đức. Thiên đàng hay địa ngục cảnh giới của mỗi người, cố chấp vào cái tôi là vô minh tạo nghiệp, phàm tâm dễ uy hiếp, đạo lý không đổi rời, sống không chỉ một đời, nguyên thần thường truyền thế, kiếp luân hồi dâu bề, nhân duyên khéo trả bồi. Niềm vui mà chia đôi, nỗi buồn vơi một nửa, thủ chung nằm ở giữa, thiên lệch là cực đoan. Kế sách và mưu toan chỉ nằm trong binh pháp, muốn thân tâm an lạc cần hòa ái chân thành. Phàm đã là đấu tranh, thắng thua đều tổn hại, muốn viên dung bất bại trọng nhẫn mới chu toàn. Cơ cực và gian nan chưa hẳn là chuyện xấu, an bài thường có hậu cho ai chịu thiệt thòi. Đi cuối đất cùng trời cũng không ngoài đại đạo, chớ dại mà gian xảo,
lách sao khỏi luật trời. Mơ tưởng điều xa xôi ấy gọi là vọng niệm, phép thăng hoa thuận tiện là quản tâm chính mình. Bám chấp vào hư vinh hoặc nhìn sang người khác, suốt một đời mê lạc, sao phản bổn vãng hồi. Chuyện kể rất lâu rồi, có một vị hoàng đế chán ngai vàng điện tía, ngài muốn đi vi hành, tản bộ khắp kinh thành, khiến chân vua ê ẩm. Quen thảm nhung nệm gấm, sao chịu nổi phong trần. Vua lệnh cho chúng dân trải ra bò khắp nẻo, từ ngõ thôn bé tẹo đến đường lộ thênh thang, từ lối tắt nẻo ngang đến chợ phiên thành thị, đều trải thảm gia quý để nâng niu chân ngài. Có bác thợ đóng giày nghe được thông tin nọ, bèn bạo gan bày tỏ xin lót đường cho vua. Thế rồi bác say sưa đóng giày dâng hoàng đế, một đôi giày cao quý, êm đẹp, mịn như nhung. Vua hứng thú vô cùng, xỏ giày đi khắp chốn, đường gồ ghề lên xuống cũng không hề đau chân. Muôn dân thầy vui mừng, thoát một phen dâu bề, ngân khố không hoang phí nhờ đức vua có giày. Câu chuyện ngẫm mà hay, vì nói lên đạo lý, đừng hao tâm tổn tứ, quản khắp nẻo xa gần, chỉ cần biết thu tâm, hướng nội tu bản ngã, trải thảm ra muôn ngả sẽ kiệt sức tàn hơi. Một mảnh da bò thôi cũng đã là quá đủ cho đôi giày cao quý để đức vua vi hành. Biết sửa tu chính mình ấy mới là giải pháp, và cũng là lối tắt cho lộ trình hồi thăng. Cần tĩnh tâm, tĩnh tâm tiến bước về phía trước, khắp nẻo trần xuôi ngược, chớ mong thảm ra bò. Quay về chuyện đức vua và đôi giày kỳ thú, ngài ban lời khẩu dụ gửi muôn nẻo xa gần: này bách tính lê dân, này quan viên quyền quý, hết thầy đều chú ý. Nay thánh chỉ truyền rằng, thay vì khắp kinh thành trải nệm ra phù phiếm, mỗi người hãy giản tiện xỏ giày cho chính mình. Kính thưa các bạn, bài thơ của ngài Vô Danh Cư Sĩ đã khép lại clip này. Xin cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.